Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với điện tử thực hành NPT. Trong video điện tử số thăng 1, tôi đã nói với các bạn về vấn đề là cái tín hiệu số là gì cũng như là các cái mức tín hiệu số. Thì câu hỏi được đặt ra là chúng ta muốn nhận biết được cái tín hiệu số đưa vào hoặc là xuất ra các cái tín hiệu số cũng như là xử lý các tín hiệu số thì yêu cầu đặt ra là gì? Trước hết thì người ta sẽ cần phải có những cái mạch điện để xử lý những cái tín hiệu số này, và một trong những cái các cái mạch điện cơ bản nhất đó là các cái cổng logic cơ bản. Thì hay nói khác, các cổng logic cơ bản đó chính là những cái mạch điện cơ bản nhất để xử lý các cái tín hiệu số này. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cái cổng logic đầu tiên, đó là cổng đảo. À, cổng đảo thì các bạn sẽ này hay gọi là cái cổng, trong tiếng Anh là cổng lót. Một cái cổng logic cơ bản nó sẽ là nhận biết các cái tín một số các tín hiệu số đưa vào và đưa ra các cái tín hiệu số ở đầu ra. Thì cái ký hiệu cổng đảo này nó sẽ là một cái tam giác và một cái hình tròn ở trên. Và một cái cổng logic cơ bản đó sẽ lấy cái tín hiệu đầu vào, thường là các ký hiệu chữ cái in hoa ABCD, và đầu ra nó là các cái x hoặc là y. Ở đây trạng thái đầu ra y và trạng thái đầu vào là a. Đấy, một cái trạng thái đầu vào sẽ cho ra một kết quả ở trạng thái đầu ra, thì mỗi tương ứng với mỗi trạng thái đấy, người ta sẽ xây dựng lên một cái bảng trạng thái, người ta gọi là bảng chân lý. Bảng chân lý nó thể hiện cái mối liên hệ giữa đầu vào và đầu ra. Ở đây ta sẽ có một đầu vào là A và đầu ra là Y. Vì A là một tín hiệu logic, ở đây hãy nói này, đó là tất cả những cái mạch số chúng ta sẽ chuẩn bị học tới, nó toàn là những cái mạch sử tín hiệu số, nên là hãy nhớ là tín hiệu này là tín hiệu số. Nên là đầu dẫn vào là A, nó chỉ có hai trạng thái thôi, trạng thái có điện và trạng thái không có điện. Thì chúng ta sẽ thấy trạng thái không có điện là 0 và trạng thái có điện là mức tương ứng mức 1. Thì cái cổng đảo này có nhiệm vụ là gì? Biến đổi ở đầu ra thành cái tín hiệu ngược lại với cái tín hiệu đầu vào. Vậy là tín hiệu Y sẽ là cái mức cao, mức 1 khi đối với đầu vào là 0, và tín hiệu đầu ra sẽ là mức 0 khi tín hiệu đầu vào là 1. Đấy, rất là đơn giản. Thì cái cổng đảo này có nhiệm vụ là như vậy. Đây chính là cái nhiệm vụ của nó. Và cái bảng nhiệm vụ này người ta còn gọi là bảng chân lý. Mà chân lý thì các bạn biết rồi đấy, nó sẽ là cái mẫu, cái chuẩn, không thể sai sót được. Đây là bảng chân lý. Rồi, thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn bằng các bạn, đây là cái ký hiệu của nó nhé. Còn trong mạch điện thực tế thì sao? Mạch điện thực tế thì các bạn sẽ phải xử lý một cái tín hiệu bằng một cái các con transistor hoặc con MOSFET. Trong cái công nghệ TTL tôi đã nói với các bạn ở cái điện tử số thăng 1 ấy, đó là cái công nghệ sử dụng các transistor lưỡng cực T T N, đặt của từ transistor logic. Đây. Đấy. Thì ta sử dụng các con tran, và cái cổng đảo đơn giản nhất là người ta sẽ sử dụng một cái mạch điện như sau. Và các bạn sẽ xem phân tích là có đúng đúng như thế không. Đơn giản là một mạch khuếch đại đảo như thế này. Đây là 5V. Rồi. 10K mà chỗ này. 1K. Đây là mát. Thì đầu vào người ta sẽ lấy đưa vào cái đầu vào A này, và đầu ra là ở chân C, còn chân thì đó là Y. Ok. Đấy, thì đây là cái mạch thực tế này. Đây là ký hiệu từ cái ký hiệu trong mạch điện để chúng ta có thể nhận biết được. Và đây là một mạch điện sử dụng chân thì đó để làm cái cổng đảo này. Khi mà A là mức cao, tức là 5V đặt vào đây. Đấy, hãy quay trở lại với mức tín hiệu logic tôi đã nói với điện tử số thăng 1 để các bạn sẽ biết được là cái mức cao là tương ứng với mấy volt trở lên và mức thấp là mấy volt trở xuống.
Thì đặt thì con trăn trò sẽ dẫn, và dẫn thì các bạn sẽ thấy nó dẫn bão hòa C sẽ thông xuống E và dẫn xuống mát, và con này sẽ bằng 0V. Khi đặt cái mức tín hiệu là đặt mức tín hiệu là 0V vào đây thì cái con trăn trò này nó sẽ không có dòng IV nữa, nên nó sẽ không dẫn, và lúc này điện trở kéo lên này sẽ là dẫn 5V đưa ra ngoài. Thì đó là cái trạng thái đã đảm bảo là cái trạng thái những cái nhiệm vụ của chúng ta là làm như này, biến đổi ngược cái tín hiệu đầu vào ở đầu ra. Đấy, không ở đầu vào thì một sẽ ở đầu ra, và một ở đầu vào thế là không ra. Tôi nói 0,1 này tương ứng với cả mức điện áp nhé. Đó. Đấy, không là không có điện, và này là mức điện, một là tương ứng với 5V trong cái chuẩn transistor, transistor logic. Ok. Đây là xong một cổng thứ nhất. Đến sang cái phần cổng thứ hai, đó là cái cổng O. Khi học về cổng logic thì các bạn phải hiểu rằng là cái nhiệm vụ của các cổng này để xử lý các tín hiệu số. Cổng hoặc tiếng Anh là O. Ok. Thì ký hiệu cổng này nó sẽ là như này, nó có hà. Cái ký hiệu thông dụng nó như một vầng trăng khuyết như này. Nó xử lý các tín hiệu đầu vào, nhiều tín hiệu đầu vào nhá. Ở đây sẽ là trong đây thì tôi sẽ sử dụng hai tín hiệu đầu vào là A và B, và tín hiệu đầu ra là Y. Ok. Cái nhiệm vụ của nó sẽ được mô tả qua cái bảng trần lý sau. Vì đây nó sẽ có 3 cái A, B và Y, chúng ta sẽ phải có 3 cột. Một, hai, ba. Chúng ta sẽ có thấy hai bên A B nên tổ hợp các cái trạng thái của nó sẽ là có 4, 2 bộ 2 là 4 trạng thái thôi. A, B và Y. Trạng thái tổ hợp của A, B vì A, mỗi A và B là lệnh tín hiệu số, nên mỗi một cái nó sẽ có hai trạng thái 0 và 1, nên tổ hợp của hai cái biến này. Đấy, nó sẽ chỉ có 4 trạng thái thôi, 0, 0, 01. 10 và 11. Tại sao nó chỉ có 4? Vì bây giờ các bạn không thể nào có các trạng thái được nữa, sắp xếp được hơn cái 4 cái này nữa, hết rồi. Chúng ta đã liệt kê là 0, 0, 01 và 10 đã 11 hết rồi. Thì cái nhiệm vụ của cái cổng O này nó sẽ là biến đổi cái gì? Nó là ưu tiên mức 1. Cứ cái đầu vào có mức 1 thì đầu ra sẽ là cho ra cái mức 1. Vậy là khi không có mức một nào thì cái thằng này sẽ về mức 0, y sẽ là 0 đây. Và cứ có mức 1 thì nó sẽ là 1 1 1. Đấy. Đấy là nhiệm vụ của cái mạch điện như này. Cổng này. Đó. Ví dụ A đây tôi cho là 0V, B là 0V thì A là 0V này, B là 0V này, thì đầu ra sẽ là 0V. Và bất cứ một đầu vào nào có mức cao, hãy để ý đấy, bất cứ một đầu vào hoặc cả hai cái thì càng tốt, nó đều là cho ra mức cao hết ở cái trạng thái Y. Đấy, và đây là người ta gọi là cổng O là như thế. Hoặc là như vậy, tức là A hoặc B có điện thì Y sẽ có điện. Đấy, các bạn hiểu đơn giản như vậy. Và cái cổng đảo thì sao? A là trạng thái có điện thì Y sẽ là trạng thái không có điện, nó đảo mà. A là không có điện thì Y sẽ là có điện. Đấy, nó đảo nhau. Thì cái thằng này là cái nhiệm vụ của nó là như vậy. Còn thằng cổng hoặc này nó là A hoặc B có điện thì Y sẽ có điện. Cả hai cái có điện thì đương nhiên là Y sẽ có điện rồi. Rồi, thì cái mạch điện trong thực tế thì là như thế nào? Người ta sẽ sử dụng hai con transistor. Nhé. Rồi. Làm vột à. Rồi. À. B. 1K. 1K.
Cả hai cái đều được lấy từ 5V ở đây. 5V ở đây. Và cái chân E của các con này đều dẫn ra một, sẽ được đấu chung với nhau. Và đưa ra một điện trở. Chung mát. 4K7 ở đây. Và đầu ra Y. Thế nào đây? Thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà con A này nó có mức cao dẫn này thì con cha này sẽ dẫn. Chúng ta sẽ có ký hiệu hai con cha này là Q1 và Q2. Ok. Thì con A này mà nó dẫn nhá. Con A dẫn thì con nó dẫn sẽ dẫn dòng điện sẽ đi vào súng mát qua cục trở 4K7 này thì Y sẽ có điện này. Hoặc là B dẫn. B có thì cái con này cũng có điện. Thì đấy là cổng O trong mạch điện. Như này. Những cái cổng này nó đều được xây dựng từ chan đi to. Đấy. Từ chan to nên người ta gọi nó là cái dạng TTL. Chan đi to logic. Chỉ cần chan đi to A hoặc chan đi to B có dẫn điện thì lập tức cái Y sẽ là có điện. Nó sẽ thể hiện đúng cái bảng chân lý này. Cái nhiệm vụ của bảng này. Đấy. Chúng ta sẽ phải làm quen với các nhiệm vụ của các cổng logic. Đấy. Đầu tiên là ký hiệu này, cho đến cái nhiệm vụ của cái cổng đấy này và đến cái mặt điện thực tế là như thế này. Và này. Dĩ nhiên thì đây là dành cho cái nguyên lý về sử dụng linh kiện rời. Còn những cái cổng này nó đã được đúc hết vào các IC rồi và các bạn sẽ là chỉ việc sử dụng các IC đó mà thôi. Không cần phải xây dựng từ các con transistor này nữa, nhưng mà để hiểu bản chất thì tôi vẫn hướng dẫn các bạn. Rồi. Cổng thứ 3 trong các cổng cơ bản đó là cái cổng N hay là cổng và. Đấy. Trong tiếng Anh là N. Như này. Thì ký hiệu của cổng N nó là sao? Cũng sử dụng nhiều cái tín hiệu đầu vào và đưa ra một cái tín hiệu đầu ra. A, B và Y. Nhưng cái nhiệm vụ nó sẽ khác như thế nào so với thằng kia? 1, 2, 3. A, B và Y. Chúng ta cũng sẽ có trạng thái logic của các cái tín hiệu AB cũng có 4 cái thôi vì nó có hai biến A và B thôi. 0 0 0 1 1 0 1 1. Thế là hết. Tuy nhiên thì các đầu ra này nó sẽ ưu tiên mức 0. Bất cứ cái tín hiệu đầu vào là có mức 0 thì đầu ra sẽ là mức 0. Vậy là các bạn sẽ nhìn thấy trong các cái trạng thái đầu vào có mức 0 thì các bạn sẽ điền hết về 0 cho mình. 0 0 0. Chỉ khi nào cả hai tất cả đều bằng 1 thì nó mới ra bằng mức 1 thôi. Cái nhiệm vụ này nó sẽ hoàn toàn ngược lại so với cả cái nhiệm vụ của cái cổng O này. Cái cổng O này là nó ưu tiên mức 1. Cái thằng nào có mức 1 nó cho ra mức 1 luôn. Còn cái thằng cổng N này nó là ưu tiên mức 0. Bất cứ có mức 0 và tín hiệu đầu vào thì đầu ra sẽ là mức 0. Còn thằng cổng O này là bất cứ cái tín hiệu đầu vào có mức 1 thì lập tức là sẽ cho ra mức 1. Đây các bạn sẽ thấy. Đấy, thì đấy là nhiệm vụ của mạch điện này xử lý. Trong thực tế thì có thể nhiều cái biến đầu vào này hơn, không phải là hai biến AB. Cái tín hiệu đầu vào hơn nó có thể ABCDEFGH và có một đầu ra là như này. Nhiều. Đấy là do trong một mạch điện mà người ta nhu cầu sử dụng người ta sẽ có nhiều tín hiệu đầu vào. Đấy. Và cái mạch điện của cổng E này nó sẽ là như thế nào? Cổng E này nó cũng sẽ xây dựng được các chan to. Ok. Cổng N nó sẽ xây dựng từ hai chân to và hai chân to sẽ phải mắc nối tiếp với nhau. Đây là 5V. À. Và một con chân đi đó nữa. Mắc nối tiếp với nhau. B và chân tín hiệu sẽ qua vào nếu trên cơ con giờ và xuống mát.
Ok, thì các bạn sẽ thấy những con trở này có thể là 1k, 1k. Chân tín hiệu sẽ lấy trở lại ở trên E, con chan Q2, Q1, Q2 này. Đây là Y. Thì các bạn đã là chỉ khi con A dẫn nhá, A dẫn nhá, thì con Q1, khi A mức cao thì con Q1 sẽ dẫn. Nhưng tuy nhiên nếu mà con B này mà mức 0 này, thì cái này là cũng con Q2 là cũng không dẫn, thì lúc đó con này vẫn là mức 0. Đấy. Và ngược tương tự như thế, thì khi mà con B mà mức cao đấy, con này con Q2 dẫn rồi, nhưng mà con A này là mức thấp này, thì con Q1 nó không dẫn, thì nó cũng không dẫn được lên 5V. Vậy là con này vẫn là ở mức thấp này. Rồi, khi cả hai con đều không dẫn thì đương nhiên là con này vẫn là mức thấp là không. Và khi cái cả hai con đều là mức cao thì cả hai con đều dẫn, thì nó mới dẫn 5V ra đây đảm bảo cái nhiệm vụ của cái bảng chân lý này. Đấy. Hay nói khác là nó phải xử lý giống nhau được. Các cái mạch điện xử lý là như thế. Đó. Thì trong thực tế thì ở đây cái dòng họ TTL đó là dòng họ 74XX. Tôi sẽ nói cho các bạn để các bạn có thể tự tìm hiểu về cái dòng họ TTL. Các IC Logic là cái dòng họ 74XX. Nó là cái dòng họ Transistor Logic, các chuyên sử dụng các cái cổng Logic cơ bản. Thì các bạn sẽ thấy rằng là các cái cổng này nó trong nguyên lý là nó sử dụng các con transistor như này. Có thể là các nhà thiết kế sẽ thiết kế nhiều kiểu khác nhau để ổn định hơn. Nhưng nguyên lý thì nó có thể được mô tả bằng các cái sơ đồ mạch tôi vừa vẽ như thế này. Và chúng ta sẽ sử dụng các cái con IC số như này. Ví dụ như cổng đảo là cái con 74HC04 này. Đó, trên đây sẽ chứa các cổng đảo. Và các bạn sẽ sử dụng các IC này mà thôi. Đó. Các cái dòng họ này thì các bạn sẽ phải nuôi nó bằng nguồn 5V nhé. Đó. Chuẩn 5V mà đối với dòng họ TTL. Tương tự như thế đối với cổng O, các bạn cũng sẽ có con 7432 như thế này. Ok. Và cứ thế chúng ta sẽ sử dụng nó các cái cổng này thôi. Trong này còn chưa có 4 cổng O này, con này là chưa đến 6 cổng đảo này. Và con cổng N này thì các bạn thấy 7408 như thế này. Nó sẽ có 4 cái cổng N như thế này. Việc của chúng ta là sẽ sử dụng các IC số này. Qua bài học này thì các bạn sẽ biết được rằng là thứ nhất là cái ký hiệu của các cái cổng logic, và cái cổng logic để làm gì? Để xử lý các tín hiệu số cơ bản nhất. Một là nhận biết tín hiệu đưa vào và đưa ra các tín hiệu đưa ra. Hay nói khác là xử lý tín hiệu số. Và cái cổng này là các cổng cơ bản cực kỳ để xây dựng các cái IC số vi mạch số phức tạp hơn. Do đó thì chúng ta sẽ nắm vững ba cái cổng này. Ngoài ra thì sẽ có những cái cổng khác mà kết bằng cái sự kết hợp ba cổng điện này với nhau, ta sẽ có một số các cái cổng logic khác. Tuy nhiên thì đây là ba cổng cơ bản nhất của một cái mạch điện tử số. Đó. Thì các bạn sẽ đã được làm quen được từ cái sơ đồ ký hiệu này. Nên khi mà trong một mạch điện nhá, đối với những người mà học sửa chữa thì đôi khi sẽ không biết được các cái ký hiệu mạch điện nó có ý nghĩa gì. Đấy, các bạn nhìn thấy cổng đảo trong mạch điện, các bạn sẽ nếu mà không chưa học lý thuyết như này thì các bạn sẽ không biết nhiệm vụ của nó. Mà không biết thì làm sao mà phân tích được mạch điện. Thì chính nhờ những cái ký hiệu như này thì việc đọc sơ đồ mạch điện này, phân tích mạch điện này và nhận biết được các IC số này trong thực tế thì các bạn sẽ biết được là cái bảng mạch đấy nó đang làm nhiệm vụ gì để chúng ta có thể sửa chữa tốt hơn. Việc mà mô phỏng hay là lắp ráp trong thực tế các mạch điện này hoàn toàn có thể khá là tương ứng với và có thể thực hiện được. Tuy nhiên thì đối với người học điện tử tôi cũng sẽ không nói nhiều đến cái vấn đề mô phỏng nữa. Các bạn chỉ việc là qua cái lý thuyết này và tự mua IC và tự xây dựng mạch điện để thử nghiệm về cả các kiến thức của mình. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục kỹ thuật điện tử. Hẹn gặp lại các bạn trong những video về thực hành điện tử chuyên sâu hơn nữa. Bye.